Dạ em Bắc Bình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ha. Thì cũng sắp tới giờ đưa tiễn cô Trinh nữa và anh chị. Thì các em học sinh của lớp cô hiện tại bây giờ cũng ra đây để sắp hàng chờ để mà tiễn cô lần cuối nữa các bạn chị. Thì anh chị thấy không? Các em học sinh cũng với các phụ huynh cũng ra đây đứng để chờ cô ra để mà tiễn cô lần cuối. Các em học sinh rồi bà con vòng vòng ở đây cũng ra để mà chờ các anh chị. Nó thì cũng sắp ra tới rồi. Cô cũng sắp ra tới rồi các anh chị. Nhưng mà lớp của cô thì em nghe cũng đông lắm, nhưng mà ở đây thì các em học sinh ở gần đây thôi, còn các em ở xa thì không chưa có thấy tới ha. Nó thì cô chuẩn bị ra các anh chị. Cô ra đây. Đây là đưa cô ra đây. Bây giờ thì cũng cùng các anh em cũng như bà con ở đây và các em học sinh đưa cô tận nơi mà cô yên nghỉ các bạn chị.
tới nơi các bạn chị. Quẹo vô trong cái nhà mộ này nè, xích vô trong nữa là tới các bạn chị. Đây, vô trong nhà cha mẹ ruột của cô ha. Em tìm chỗ đậu xe cái. Chứng lễ
để tự chúng con làm lễ nhập mộ cô cố lên cô Nguyễn Thị Úc Trinh tại mộ tiền này, qua lễ nhập mộ xong xin cụ em cũng phong trung quan tiếp độ cho cô Nguyễn Thị Úc Trinh được theo bước chân cô phủ huyện chánh đẳng chính giác chung như Phật pháp chung như thẳng hiện đây cung Phật tu hành được thông minh dây đắc đạo quả xin phủ huyện chứng lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ này ngọc chi tâm cuối trình trên hoàng thiên giới hậu thổ đông phương tây phương nam phương bắc phương thiên lê thần địa lê thần thần hoàng cảnh đất nước bà đức tây chặt tại một điểm này giờ này để tự cô Nguyễn Thị Úc Trinh đến mộ tiền để làm lễ chào giờ kiếp nhật an vị linh cữu tại mộ tiền nơi đất nhà này. Xin chân hoàng thiên giáo thổ đông phương tây phương nam phương bắc phương chư lê thần địa lê thần thần hoàng cảnh đứng đứng bà đứng đây chặt ở trước là mộ tiền dùm bó nhen dùm sau khi an vị linh cữu thánh chị ấy đi ma đang là ta đi tát bà ma đầu du bằng thể dân tát bà tam na na ma bà già ma phật thật đạo đáng thiệt thà cho cốt lên cô Nguyễn Thị Úc Trinh. Giờ này
Anh rút cây sao đi anh Phụng. Rút rồi sao đi. Rồi hả ra.